bức bông hả nhỏ kia? Tình lúc không giờ. Sau lần sạc đó tôi đã mất giọng. Đói bụng lắm. Nghe phải nó có đầy hơi à. Bố thế giới. Xin chào quý khán giả của Phonos. Mình là Liêu Hà Trinh, tác giả của sách Tự Tình Lúc Không Giờ và Nợ Nhau Lời Tạm Biệt. Trinh đây đi tới phòng thu của Phonos nha mọi người. Chị Hàng nha. Dạ, tụi em đang chuẩn bị vô. Wow. Ok, mình bắt đầu thu được rồi. Trinh rất vui vì những câu chữ từ trái tim mình đã chạm đến nhiều người. Trinh hy vọng phiên bản sách nói sẽ tiếp tục giúp câu chuyện của mình có một đời sống mới trong lòng các bạn. Cảm ơn Phonos vì đã cùng Trinh đưa phiên bản sách nói này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ. Nếu như mà tính luôn quyển sách Anh ra mắt vào tháng 12 năm 2021, cuối năm nay, thì mình đã có được 6 quyển sách trong bộ sưu tập và hành trình viết của mình được bắt đầu từ chỉ năm 2016. Nói về hành trình viết lách của Trinh thì thật sự việc diễn ngôn bằng ngôn ngữ đã giúp Trinh trị liệu cảm xúc của mình rất nhiều. Đây không chỉ là cách mà Trinh kết nối với những người đồng tâm, những đồng âm, những người tri kỷ qua nhiều thế hệ khác nhau, qua việc tìm thấy nhau trong những bối cảnh, những câu chuyện, những lời thoại và những ý niệm về cảm xúc, mà điều quan trọng rằng là Trinh cũng tìm thấy chính mình trong việc xoa dịu những vết thương. Quyển Em, Quyển Anh sẽ lần lượt được ra mắt trên Phonos vào những năm tiếp theo. Nhưng trước mắt hy vọng là quý vị sẽ thích Tự Tình Lúc Không Giờ và Nợ Nhau Lời Tạm Biệt như hành trình gãy đổ của tuổi trẻ và sự chông chênh mà chúng ta phải loay hoay đối mặt một cách cần thiết. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau, lắng nghe nhau trên ứng dụng Phonos. Nhớ nghe trên Phonos nha.